Vạn Thù Hoàng nhắc về cái vấn đề biểu tình đó ở tòa đại sứ Việt Nam ở ở San Mexico. Francisco đó, thì giờ mình thách những người đó đó, mà nói thiệt ra mình thách á, mình thách mà những người mà ủng hộ cho Andy Huỳnh đó, hay là gia đình đó, mà tới mà thành phố San Francisco mà tòa đại sứ Việt Nam đó, mình thách đó, một buổi tình đó, cái đó mình nói thật không có cửa. Anh lấy cái gì anh biểu tình hả? Anh lấy cái tư cách gì anh biểu tình? Cái thứ nhất nó không có liên quan giữa Việt Nam với Mỹ, đó là cái thứ nhất. Cái đó Chống là cái phá bàn giao. cá nhân con của anh hay là con của chị đó, đi qua bên kia làm lính đánh thuê. Cái chuyện rắc rối này tụi tôi còn chưa xử con của bà nữa kìa, hay là con của chị nữa kìa, hay là con của anh nữa kìa. Đừng có nói mà bây giờ mà thêm là lôi Việt Nam vào để mà chúng tôi là này nọ. Cái đó là chuyện không phải nói rất là buồn cười. Cho nên trở về cái vấn đề mình đã nói anh em rồi, hồi xưa đó cái vụ Mỹ mà đánh Taliban đó, thì cũng có một tên người Mỹ John Walker cũng tham gia Taliban đánh lại quân đội Mỹ, đánh lại nước của họ, cuối cùng Mỹ bắt sống, bây giờ nó còn chưa thả nữa kìa. Đó cái tội mà phản quốc, cái tội mà gọi là một người công dân mà đi qua nước khác đó, mình vào xâm nhập vào quân đội, gia nhập vào quân đội mà để quýnh lại quân đội nước Mỹ, là cái tội đó nặng lắm đó. Cho nên mình đã nói với anh em là cái sự mà anh chàng Andy Nguyễn này nè, Andy Huỳnh này nè, là cái vụ này đó là Mỹ mà nó nghe đó là nó thấy là nó tức là tại sao? Tại một cái thằng đâu đâu không phải là người Mỹ chính gốc đó, mà làm bôi bác, mà đến nữa làm ảnh hưởng đến cái sự mà tiếng tăm của nước Mỹ đó. Tại anh biết nó Mỹ cái gì chứ, mặt mũi và vinh dự của nó đó, là trên hết anh đó, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Lúc nào Mỹ đó, nó cũng đặt đề cao cái vị trí đó rất là cao, mà trong khi những cái thành phần ngớ ngẩn này nè đi qua bày đặt muốn làm anh hùng rơm, muốn làm anh hùng mỹ nhân, hay là anh hùng cứu thế hay này nọ, giờ kêu những cái thành phần mà EQ hay là những thành phần mà chống cộng bây giờ nè qua đó đi, mình mong cho tụi nó qua đó, qua hết đi, Đảng mà khai là dám nước đi khác. cái gì? Phong trào biểu tình đó, ở Mỹ đó là thường thường là những Việt Nam, những người Việt Nam của mình là không có cửa, mình xin lỗi nha, không có cửa. Tại sao? Tại vì họ chỉ nịnh bợ về chính quyền Mỹ hay là những cái thành phần mà mấy cái đài VOA này nọ hay là BBC rồi này nọ, để tụi nó chỉ chống đối với Việt Nam của mình thôi. Chứ còn mà nếu mà nói về mà về cái mặt xã hội bên Mỹ hay là pháp luật ở Mỹ hay là cái gì mà gây cấn cho cộng đồng Việt Nam ở bên Mỹ đó, thì những cái thành phần Việt Nam của mình ở bên này đó là im như hến vậy đó. Cái nghĩa là khỏi cần mà dán băng keo vậy đó, tự họ là dán thôi. Có nghĩa là họ không có hành động cử chỉ gì mà để mà lên tiếng, không có đó. Tới, Cho tới nên tới tới cái đoạn đó là tự động bị gió độc á khẩu đúng không? Việc vừa ra ai vậy đúng là tự rồi nhiên mặc định là tới đó là á khẩu rồi đúng rồi đúng không? đó đúng Là không rồi nghe không nói gì đó như bị tai biến đúng vậy. Tới đoạn đúng đó tự nhiên họ bị tai biến đúng lại. cho nên thì cái vấn đề mà biểu tình đó, anh phải có một cái tổ chức, anh phải có một cái sức mạnh về bao gồm cả một cái hệ thống về giống là hội này hội nọ hay là cộng đồng này cộng đồng nọ đó, để anh đi. Chứ không có phải là mấy ông tướng Việt Nam của mình cũng bày đặt, mấy ông chỉ là tự cho mình rồi bắt đầu làm mấy cái chuyện rù bu, không có đâu anh. Tại cái cách biểu tình ở bên Mỹ đó, họ có một cái kế hoạch đàng hoàng, họ lên kế hoạch đàng hoàng, chứ không phải là muốn muốn biểu tình làm biểu tình đâu. Nó Người thì ta anh có trả phải lời xin chính phủ không anh? Người ta có phải xin chính phủ không? thì mấy cái đó thường thường thì cũng tùy em, tùy theo cái sự biểu tình, Nhưng nó cũng tùy. mình đồng ý với ai việc là tùy, nhưng mà sau này nè, ví dụ sau ngày 19 tháng 6 thì họ phải xin 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 phép hoàng đế không? Rõ ràng đúng không? Bởi vì bây giờ vấn đề nó đặt ra thế này là ai việc nè,
Đào Minh Quân xưng là hoàng đế của tộc Ba Que đúng không? Bây giờ nếu những con người kia họ không phản ứng lại cái điều đó của Đào Minh Quân thì mặc định là họ công nhận. Đồng ý chưa? Đúng không? Họ mặc định họ có thừa nhận Đào Minh Quân là hoàng đế của họ. Mà đã thừa nhận họ là ông ta là hoàng đế đó thì làm cái gì thì phải xin phép hoàng mới bái kiến thiên triều rồi chứ. Đúng không? Đâu có đùa được. À, vấn đề nằm chỗ đó nữa đó. Đúng không? Chung với ai về thấy sao? Cái quan điểm mà ông hoàng đế bên này thì sự thật những người Việt Nam bên này họ cũng không quan tâm gì đó, họ cũng không biết nữa, họ họ không biết mà những cái thành phần này chẳng qua chỉ có một số nhỏ nào đó thôi đó. Còn cái vấn đề mà À, đi có biểu nghĩa tình họ xem như thằng tâm thần nào đó nó muốn nói gì nói đúng không? thì đa số là tâm thần rồi anh, những người Việt kiều bên này đa số cho những thành phần đó là tâm thần rồi đó, những thành phần mà kiểu giống như là nằm mơ giữa ban ngày mà đi cà nhõng rồi bày đặt là tự cho mình là thượng đế hay là tự cho mình là gì đó, quốc vương hay tự cho mình gì đó nó, cho nên người Việt ở bên này thì một số người là họ chỉ bây giờ họ chỉ chú trọng về cái sự mà cái nguồn nguồn thu nhập về kinh tế và đời sống gia đình của họ thôi đó. Em thì em lại thấy như thế này, có nghĩa là thường chúng ta hay đặt ra một cái câu hỏi mà em cũng hay tự hỏi bản thân, đó là thường là anh em chúng ta thấy là khi hoàng đế người ta lên ngôi đó thì người ta có đầy đủ về nhiều yếu tố đúng không ạ, nhiều yếu tố trong đó yếu tố quan trọng nhất là quân đội để người ta có thể bảo vệ được cái vương triều người ta. Thế bây giờ cái tay Đào Minh Quân này tự xưng là hoàng đế ở Mỹ, thì em không biết là hắn có bao nhiêu quân đội, cai quản bao nhiêu thần dân, rồi lãnh thổ đến đâu, rồi mỗi một lần chính phủ Mỹ thực hiện vấn đề này vấn đề kia thì có phải xin thánh chỉ không hay như thế nào, rồi các cái công dân ở các cái quốc gia, công dân đó mà gọi là thần dân của cái vương triều đó, vương triều Đào Minh Quân này, thì mỗi một lần như vậy thì cũng có phải xin thánh chỉ hay cái gì không, rồi sắc phong như thế nào, rồi quân đội thì đóng ở đâu, quân số bao nhiêu, trang thiết bị thế nào, thì em cũng thấy rất là lạ. Hay là ở bên đó thì thích thì cứ lên thôi, mà theo em nghĩ thì cũng cũng có thể là như vậy, bởi vì chúng ta thấy là anh em ta thấy không, toàn là tự xưng là hoàng đế, là tổng thống, là thủ tướng, bây giờ riêng bên Mỹ ngoài tổng thống Mỹ ra thì còn có một mớ đó mà không biết là những cái người đó thì như thế nào, mà nếu như mà không phù hợp đó, không phù hợp thì dĩ nhiên các anh phải lên tiếng, các anh phản đối đúng không ạ, phản đối chứ. Giống như anh Ngao Việt bây giờ nếu như anh không phản đối có nghĩa là anh đồng tình cho cái việc tay Đào Minh Quân này lên làm hoàng đế đúng không ạ, thế thì có phải là anh là trở thành thần dân của Đào Minh Quân không? Thì dành rằng là người Mỹ đó người ta không hiểu, người ta không biết, bởi vì các anh làm mấy cái trò bằng tiếng Việt người ta không quan tâm lắm và nó không ảnh hưởng gì đến an ninh của nước Mỹ. Thế nhưng mà rất nhiều người khác, ví dụ anh Ngao Việt, anh Việt Rai rồi các anh á, thì các anh không đồng tình việc đó, nhưng còn lại những người khác thì như thế nào, hay là người ta cho rằng cái thằng cha này nó làm việc rồi bu mà hơi đâu mà quan tâm đúng không ạ, hay là bị hoang tưởng này nọ, thì rõ ràng thì cũng có thể là như vậy, thì em đang suy nghĩ nó có thể là nó hơi xa một tí, bởi vì sắp tới đây thì là lên ngôi hoàng đế rồi, mà em rất là lăn tăn cho mấy anh em ở bên đó, nhiều khi đi làm có khi phải xin phép nữa thì rất là khổ. Thì theo anh thì thế nào anh hai ông Việt? Thì theo chúng nói thì cái vấn đề mà người dân Việt kiều bình thường bên này á, sự thật họ không có, sự thật họ không biết mấy ông này là ai luôn, cái đó là sự thật, cho nên chỉ có một số nào đó là tự phong hoặc tự cho ông là hoàng đế này nọ hoặc là ông cho hoàng đế, nhưng mà cái vấn đề nó khổ vậy này chung ở Mỹ á, ít có ai á họ muốn dính líu gì cái vấn đề hội này hội nọ hay là băng Hội này nhóm băng nọ hội nhóm á, tại anh biết sao không? Lỡ một cái chuyện gì nó xảy ra đó, đó là an ninh của Mỹ nó lôi đầu hết, thì lúc đó mà anh biết mà khi mà an ninh của Mỹ mà nó lôi đầu anh vô đó là cuộc đời của anh đó là xong hàng đó nha, cho nên nó họ đâu có muốn họ muốn họ đâu cũng giống là anh nhớ cái vụ mà Capital mà
năm vừa rồi mà ngày 6 tháng 1 á, đúng ngày 6 tháng 1 á, bữa hôm cách đây khoảng tuần này nó đang đưa ra những thành phần mà ra tòa này nọ đó. Thì đó bây giờ đó là bất cứ những thành phần nào mà có dính líu trong cái ngày đó đó nha. Đó, nó sẽ lôi đầu từ từ ra. À, nó sẽ bắt từ từ ra. Thì trong đó thì bữa đó đấy, mình có thấy là anh Lâm Văn Hà. Đó, anh Lâm Văn Hà đứng ở ngoài. Bây giờ mới có một số đồng nghiệp của bạn bè của anh ta. Thì không biết là tương lai nó sẽ lôi đầu anh Lâm Văn Hà là không nha. Nhưng mà mình bảo đảm nó sẽ lôi. Nó sẽ lôi. Nó hỏi là anh có dính líu gì cái tổ chức này không? Hay là dính líu này sao? Hay là này nọ sao? Mà lý do tại sao anh ở đây? Đó, nó sẽ lôi ra. Nhưng mà chẳng qua là ảnh là cái hạng tép. Nó bây giờ nó bắt những cái thành phần mà đầu sọ trước đã. Nó lôi đầu những đầu sọ ra trước đã. Còn hạng tép á, để từ từ nó sẽ ấy ra. Tại nó có hình ảnh hết mà anh. Cho nên nó quan Đúng ạ. sát nó biết đó mà. Đó, cho nên nó bây giờ ra thì nó đang xét xử từ 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 từ. Cho nên trở về cái vấn đề đó thì trả lời chung đó là sự thật những người bên này họ đa số họ sợ dính líu về về những cái mặt đó lắm. Cái đó là sự thật thì họ chỉ muốn là một người Tới dân cái trung đoạn bình này chứ. nè vì Sao anh bạn? tới cái đoạn này nè tới cái đoạn này là thực sự mình cảm thấy mình lo lắng cho anh Lâm Văn Hà. Chắc chắn rồi anh. Mình lo lắng cái gì? Lo lắng cái điểm này nó mới là đẻo nè. Tức là những cái thành phần á mà khi mà thấy anh Lâm Văn Hà dừng lại á thì nó quay qua, nó bắt đầu nó có động thái thế này thế nọ anh Lâm Văn Hà, phải không? Thì mình sợ cái thành phần đó đó nó chưa đẻo, nó cung cấp những cái tư liệu đó cho cơ quan gọi là hành pháp của Mỹ để làm rõ cái vụ ngày 6 tháng 1. Thì cái đó anh Lâm Văn Hà mệt lắm đó. Tức là ngay người trong cuộc á, ngay trong cái những thành phần gọi là ngày trước là trong cái tổ chức mà anh Lâm Văn Hà tham gia, ví dụ chơi chung gì đó vân vân mây mây, tụi nó chưa đỡ mà tụi nó đâm cái Bắn đó đứng một cái là bắn đứng đó. Mà không, cái này bắn nằm luôn, nó không đứng nữa, nó bắn chỗ này nó nằm luôn rồi, đúng không ai vậy? Nó bắn chỗ này nó bắn nằm luôn chứ nó bắn đứng nữa, là anh Lâm Văn Hà mệt thật sự. Nếu mà ai Việt chia sẻ tới đoạn này là mình cảm thấy lo lắng cho anh Lâm Văn Hà. Mình biết mình có những đoạn clip đó, những hình ảnh mà anh Lâm Văn Hà từng tham gia những câu chuyện gì mình biết mà đó, nó mệt lắm á. Rồi tiếp theo cái này nên mình hỏi ai Việt nè, hình như là nghe nói là bên đó hình như là Bộ Tư pháp Mỹ hay gì đó họ đang đưa cái câu chuyện của ông Trump ra xử lý, đúng không? Đúng rồi. Thì ngược lại những cái thành phần trước đây gọi là ủng hộ ông Trump cuồng nhiệt ấy, như thằng Trương Quốc Huy nè, thằng Trần Nhật Phong nè, vân vân mây mây, cả đám truyền thông đó đó, thì tụi nó có những cái like nào hay có những cái nội dung nào nó lên like, lên nội dung để nó gọi là nó bảo vệ cho ông Trump không? Có mà, có Không, những ý nó hiện tại đó, nó là nó bảo vệ, nó binh vực trong chung để trong cái vấn đề là bị đưa ra xét xử gì đó. thì cái này mới thôi, cái này cách đây khoảng một tuần thôi, thì cái vấn đề này mình ít bao giờ ghé qua những cái thành phần đó, anh Thơ Quang hiểu không? Mình ít bao giờ ghé qua những thành phần đó, nhưng mà nói chung á, thì cái vấn đề mà xét xử đó, thì bất cứ không cần biết là cái truyền thông của anh trên mạng, nếu mà anh dính líu vào hợp tác những cái hành động mà dính líu đó liên quan đến Capital đó, là anh sẽ bị xét xử nữa, chứ không phải đơn giản đâu đó. Thì cho nên mới có một cái nữa là một số những thành phần Đảng Cộng Hòa rồi và một số các hội đó, nó lợi dụng những cái lịch sử này để đó nó gây quỹ. Mà anh biết gây quỹ đó, nó nói là gây quỹ để nó ủng hộ vì sao, để nó đấu tranh và để nó đưa luật sư, mướn luật sư để đi kiểu như là đấu lại với Bộ Tư pháp Mỹ. Nhưng mà đa số một số những thành phần này nè là nó lợi dụng cái này, nó lừa gạt người ta để nó lấy tiền. Và bây giờ đó là Bộ Tư pháp Mỹ và thông tin của Mỹ và đài và nước Mỹ đó, họ sẽ lôi đầu những thành phần này ra nữa. Cái nghĩa là nó có hai thành phần, những thành phần có tổ chức về cái vụ mà lật đổ năm vừa rồi, và một những thành phần nữa là lợi dụng để gây quỹ để ăn tiền
Đó, thì nó sẽ lôi đầu ra hai những thành phần này. Thì mình cũng có nghe những cái thông tin này ở bên Mỹ, nhưng mà thông tin này nó cũng kéo dài lắm anh đó. Nhưng mà nói chung thì mấy ông Việt Nam mới bây giờ cảm thấy rất là ngu. Những cái thành phần mà tự cho mình là Đảng Cộng Hòa, hay là tự cho mình là đấu tranh cho quyền lợi cho ông Trump hay này nọ, sự thật đó, ông ta chỉ là một Rồi. người tổ. Rồi tiếp theo. Thêm vấn đề này nữa. Trước đây nha, ví dụ cách đây vài tháng hay gần cả năm gì đó. Mọi người thường thường lâu lâu hay nghe thông tin cái kênh truyền thông này bị sập kinh, cái kênh truyền thông kia bị sập kinh mất hết, bị YouTube đánh, bị Facebook đánh sập gì vân vân mây mây. Đúng không? Và họ đổ thừa cho A Bà Cờ gì đó. Thì theo như câu chuyện Ai Việt vừa chia sẻ, theo mọi người có khi nào họ đã đánh hơi được cái chuyện này và họ làm cái động thái gọi là tự hủy để phi tang chứng cứ, nhưng tự hủy trong gọi là rút lui danh dự thì rút lui chiến thuật gì đó, nhưng vẫn công bố là ôi chi nó đánh tôi rồi, thằng này nó đánh làm tôi sập rồi, tôi mất hết rồi, hiểu ai về hiểu ý mình nói không, Hiểu 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 đúng không? Theo 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 mọi người thấy cái hướng này nó cũng có phần nào có lý, đúng chưa ai về? đúng, Bởi vì họ nhưng là trong tổ chức mà, những thành phần đó là họ trong tổ chức mà, chứ không phải là họ họ là một đơn lẻ gì đâu, và chắc chắn là họ có cái gì đó sau lưng để gọi là mách nước rồi đi trước cái nước cờ đó, nhằm gọi là hủy chứng cứ, phi tang chứng cứ, tránh liên quan tới cái chuyện ngày hôm nay. Đúng không? Ghê. nhưng mà nói chung vậy anh theo anh, dù anh hủy cỡ nào đây nữa, trong bí mật và thông tin Bộ Tư pháp của Mỹ và Nắm hết những không? thứ nắm hết, tại nó đã có cái nguyên liệu nó lưu lại hết rồi đó. Dù anh xóa cỡ nào đây nữa, là anh xóa trong điện thoại của anh, nhưng mà Hồi giờ lại được luôn. đúng, tại giống như ví dụ cái hãng điện thoại nè, mình nói về ví dụ cái hãng điện thoại, tự nhiên cái điện thoại của anh, cái anh vô tình hay là anh không có ý, cái tự nhiên anh xóa cái hình đó, cái hay là tự nhiên cái điện thoại của anh nó bị ai ăn cắp, nó bị xóa này nọ gì đó đó, xong rồi á là anh nói tôi mất hết này nọ, giờ có thể nào lấy lại được không, thì anh chỉ cần gọi vô cái truyền thông của cái công ty đó đó, nó sẽ giữ cái mặt lại cho anh hết đó, nó lưu lại hết đó đó, Đúng rồi. mà cũng tùy theo ấy thôi. Cho nên mà nói về những cái truyền thông mà quan trọng á, đã nói với anh rồi là Mỹ nó lưu lại hết á, anh chạy không khỏi, tại nó có mật mã trên truyền thông ở trên cái rồi, nó lưu lại Nhưng hết rồi. mà ai về, Sao anh? bởi vì những cái công ty ví dụ như như Apple rồi đi, là công ty tư nhân đúng chưa? Nếu họ không hợp tác, nếu họ không hợp tác với cơ quan hành pháp của Mỹ, họ khôi phục lại dữ liệu, liệu có được không? Bởi vì cái điều này trước đây đã xảy ra rồi, đã xảy ra rồi. Nếu cơ quan nhớ không lầm là cũng liên quan tới Apple, là cái câu chuyện gì mà yêu cầu Apple mở khóa đó, mở khóa của cái điện thoại của một cái nhân vật nào đó mà Apple không không hợp tác, và cuối cùng là coi như là bên tức là bên hành pháp Mỹ họ bó tay luôn, bởi vì đó là luật cái gì, là thuộc về cái quyền tư nhân, cái quyền cá nhân, cái tư nhân của công ty đó. Họ họ có hợp tác hay không, thì họ không hợp tác thì FBI không can thiệp được. Mình nhớ trước đây là cái vụ gì quên bà đó rồi, Mình có nghe cái cái thông vụ đó tin cũng đó lớn lắm lâu không? đâu, mình nhớ vụ này lớn lắm, trong cái thời Đúng. điểm mà gọi là tranh cử tổng thống luôn á, chứ Đúng. cái vụ này không nhỏ mình nhớ mà, Mình nhớ cái điều đúng đó. không? Đúng. Nhưng mà nói thiệt với anh nha, đa số những cái công ty Mỹ đó, nó dính líu về bí mật của quốc gia của Mỹ hết đó. Anh hiểu, dạ là anh hiểu rồi. Đó. Bề ngoài á, thì dĩ nhiên nó đưa về cái pháp luật hiến pháp đó, để đó, nó kiểu như là tư nhân hay là để bảo vệ mặt Công cho tâm những đúng người công tâm, là bảo vệ mặt về cho khách hàng hay này nọ rồi vậy đó. Nhưng không? mà sự thật đó, nếu mà đụng tới bí mật quốc gia mà về cái vấn đề mà an ninh đó, nói thiệt với anh đó, Cô nó phải chỉ phun cần à? bút 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 cái đó, là tại vì là gì, tại vì thường thường nó đặt cái nước Mỹ nó là quốc quốc gia của nó, hả, tổ quốc của nó là trên hết,
Còn những cái công ty tư nhân thế này nọ đó cũng là những cái thành phần đó là mượn danh để mãi thôi, chứ sự thật đó nó liên quan tới pháp luật của Mỹ đó. Bởi vì khi mà anh làm cái gì đó anh phải đăng ký 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 là anh phải không làm này không làm nọ không đủ đó, nhưng mà cái đó là cái ai, đó là pháp luật và luật của Mỹ nó đưa ra thì anh phải chấp nhận thôi đó. Đơn giản vậy là, cho nên nhiều khi hồi xưa mình với anh nói về cái vấn đề mà những cái công ty mà giống như là hồi xưa nó qua Việt Nam nó thải chất độc màu da cam mình nó đổ thừa này nọ là phải mỗi công ty đó đền bồi này nọ, sự thật đó đó là cũng là một cái chiêu bài cháu cháu đánh cháu khái niệm đấy anh, đơn giản như thôi à. Cái Ok trách nhiệm ừ, đúng rồi, tụi tụi da trắng nó khùng lắm anh ơi, nó khùng lắm, nó là đúng thủ đoạn của tụi nó là giống như là nó chia ra nhiều cái khía cạnh để gì đấy chị, nó chia để chị và để nó kiểu giống như là nó nhồi đúng rồi, sọ, nó quản lý mình nhồi sọ thế hệ mà đó. bóc lột khoa học đúng không, nhớ nhớ mình cho Nhớ bạn cái đúng chia sẻ điều đó à. đúng đó Rất bài bản, rất khoa học. đó thì trở về cái vấn đề mà anh Lâm Văn Hà cái này đó, anh Lâm Văn Hà anh đi quá xa và sau này anh giác ngộ lại, cho nên mình cũng có nó nghĩ là anh giác ngộ lại thì cũng là một cái sự hiểu biết, nhưng Đúng mà rồi. cái sự mà về mà cá nhân của anh đó, là có ảnh hưởng nặng hay là không, cái đó là cái quan trọng đó. Cho nên và anh cũng nổi tiếng nữa, tại vì anh đã nổi tiếng trong cái truyền thông của Mỹ rồi, cho Đúng rồi. nên thì cái vấn đề này là sẽ có một ngày, nhưng mà không biết một ngày nào đó có thể là cho ảnh là tù treo, không có đi khỏi cả nước Mỹ, không có, nếu mà bị là không có thể làm những cái trò đó nữa, chỉ là mà anh biết là tù treo ở Mỹ là khổ lắm anh, nghĩa là anh không có quyền nói, không có đi đâu, không có làm cái gì hết, muốn làm cái gì phải gọi xin phép này nọ rồi vậy đó, nó cực lắm chứ không phải giỡn đâu đó. Cho nên một số những thành phần mà tội phạm hồi xưa là lý do là vậy đó anh, có nghĩa là bị tù treo là bị phạm lại á, là vô tù lại à đó, mình làm mình biết mà, hồi xưa mình làm trong cái đó mình biết mà. Thôi thì mình chia sẻ với chung với anh bạn Thơ Quang và anh em một cái khía cạnh nho nhỏ đó thôi, mình cũng trở lại làm á. Cảm ơn anh bạn nha, Ok, chào anh dạ em, chào chào mọi anh. người.